em rồi. Còn em cũng một rác mà. Tôi lại đây. Em ca mấy rồi? Em ca 60. Em là ca 6 mấy? Em là ca 68. Đáng yêu thật sự. Hello, xin chào các bạn. Và mọi người biết gì không? Nhân dịp Back to School thì mình quyết định là về thăm trường một chuyến. À, trường đại học. Thì đố các bạn biết là ngày xưa mình học trường gì? Đi theo mình nhá. Đây chính là ngôi trường đại học của mình. Trời ơi, ngày xưa mình thi vào trường này chỉ vì cái bia đá đấy mọi người ạ. Và mình là sinh viên năm thứ 11. Thì ngày hôm nay mình sẽ về trường và các bạn biết gì không? Thứ nhất là để thăm trường xem là 2 năm sau dịch thì trường có thay đổi gì không? Và thậm chí là 7 năm khi mà mình ra khỏi trường thì trường có thay đổi gì không? Bên cạnh đó thì mình mang theo một chiếc điện thoại Galaxy A33 5G để làm gì? Mình sẽ có một cuộc phỏng vấn với các bạn sinh viên ở đây. Thôi bắt đầu video thôi. Đi nào. À chết, mình quên mất bây giờ ăn trưa rồi các bạn ạ. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi ra một quán ăn mà ngày xưa hồi sinh viên mình rất hay ăn. Đi nhá. Dù là sinh viên hay bây giờ thì thói quen chụp ảnh đồ ăn trước khi vào bụng của mình và nhiều bạn chắc hẳn là khó bỏ. Nên đồ ăn ra một cái là mình cầm điện thoại lên chụp nhanh gọn vài tấm luôn. Bây giờ chụp ảnh sống ảo cũng nhanh lẹ hơn về chế độ chụp phút có trên Galaxy A33 5G như thế này này. Mình thấy chụp nhanh này, ảnh xóa phông đồ ăn và màu sắc được đẩy lên rực rỡ, độ tương phản cao. Nên nói chung nhìn cái đĩa bánh mì chảo trông hấp dẫn và bắt mắt hơn. Và vì em Galaxy A33 5G này có đầy đủ các chế độ chụp như là góc rộng này, chụp zoom và chân zoom, nên là mình chụp luôn thêm vài tấm nữa rồi mới ăn. Vừa ăn vừa tám chuyện mà cái quán bánh mì chảo này ăn vẫn ngon miệng như thời còn sinh viên luôn. Wow, mọi người ơi, ăn no quá rồi và bây giờ mình sẽ đi loanh quanh khuôn viên trong trường để xem là có bạn sinh viên nào hợp tác trả lời phỏng vấn không nhá. Mình sẽ có những phần quà thú vị. Đi thôi. Hello, hello bạn. Bạn có thể giới thiệu qua về bản thân được không? Dạ, em tên là Thảo Nhi. Mình là Yến. Em tên là Nguyễn Nhật Quang. Em là Trần Nam Hải. Em tên là Đặng Nhật Minh ạ. Em sinh viên năm nhất khoa quản trị khách sạn. Em cũng giống như bạn này nhưng mà cái khoa của em là khoa đào tạo quốc tế. Hiện tại em đang học năm thứ 2 chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Em là sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại thương ạ. Mình là sinh viên năm 3 của chuyên ngành quản trị kinh doanh. Năm nhất thì em cảm thấy là quang cảnh rồi là cơ sở vật chất rồi là không khí ở trường nhập học các kiểu đi học có vui không? Em có chia sẻ. Em thấy là trường cũng khá là sôi động với cả cơ sở vật chất cũng khá là hiện đại ạ. Với cả là trường cũng khá là rộng đấy, có nhiều cho như kiểu cầu lông hay là bóng rổ. Với cả chỗ câu lạc bộ các anh chị cũng khá là rộng ạ. Em thấy cơ sở vật chất ở trường mình khá là tốt ạ. Nói chung là nhìn ai cũng toát ra mùi tiền. Thế thì cảm nhận của bạn sau khi quay trở lại trường là sinh viên năm 3 thì không khí nhập học rồi các kiểu như mình cảm thấy những môn học năm nay của mình rất là nặng mình khá là stress. Không khí đi học thì cảm thấy là vừa mới quay lại trở lại trường thôi nhưng mà đã sắp thi cuối hết giai đoạn rồi. Đây cho các bạn xem là vừa rồi mình đã chụp ảnh hai bạn bằng chiếc điện thoại này. Hai bạn có thể xem ảnh và cho mình đánh giá xem là cảm thấy như thế nào. Thực ra là mình đã có thử chụp bạn mấy kiểu ảnh rồi đó, thì bạn có thể nhìn xem bạn có ưng mấy cái tấm chụp bằng em điện thoại này không. Đây thì đấy mình đang cau mày, đang cau mày đây. Ảnh này đang kiểu rất là tập trung và căng thẳng. Nhưng mà lúc lúc không có mày thì rất là xinh. Em thấy 60 kiểu nó sẽ bắt nét cái thể. Em 60 bắt nét nhiều hơn. Nhưng vâng. Mà ảnh nào cũng đẹp. Vâng. Thế đẹp hơn mấy em. Thấy khá là sắc nét. Và màu khá là tươi á. Mình có thể mời bạn trải nghiệm một chút về cái máy này. Ngoài ra thì mình sẽ có là những cái chế độ chụp ảnh á. Chân dung các kiểu. Bạn có thể chụp thử luôn cũng được. Có thể nó sẽ zoom tốt nhưng mà màu sắc nó không tốt lắm. Đây thì em này có một cái camera là chống rung quang học OIS. Nói chung đại khái là nó sẽ có khả năng chống rung khá là tốt. Khi mà bạn cầm và bạn đi, bạn quay thì bạn có thể là thử test, bạn cầm xong bạn quay đi, xong bạn đi một đoạn đi. Nhưng mà cái này đi, yên tâm, mình trông đồ cho. Đấy, bạn đi xem nó có rung không. Bạn cảm thấy thế nào về cái chế độ này? Mình thấy chế độ này khá là hay. Nhưng mà nó bị mờ hơn so với cái mịn hơn so với cái mà bình thường không chống rung. Bởi vì là khi mà quay cái chống rung siêu ổn định này thì độ phân giải nó chỉ là Full HD thôi. Tức là nó giảm cái độ phân giải đi nhưng mà vẫn đảm bảo sắc nét một chút. Môn này em thấy khá là nữ tính. Trong cũng hợp với Trong cũng hợp với các bạn cảm thấy là có điểm gì mà thích và điểm gì chưa thích? Mình thích cạnh cuông và về cái camera thì mình thấy zoom ra khá là rõ nét và nó không bị vỡ ấy. Em cảm thấy thiết kế của nó khá là vừa tay ạ. Với cả nó cũng không quá nặng để mình cầm khi sử dụng ấy ạ. Đối với em thì em thấy là cầm khá vừa tay. Nhưng mà em thấy cái cam trước đó là cam giọt nước ấy, thì nó vẫn giống các cái phiên bản trước thì chuyên nghiệp. Em thấy nó nên update hơn. Em nhìn ba cái mắt này thật sự là em không thích cho lắm. Màn hình thì em thấy độ phân giải em thấy khá là ok ạ. Cái cam thì khỏi nói rồi vì nó hơn rất nhiều loại máy bây giờ. Thì không thích là cứ nói thoải mái đi. Là cầm hơi cấn chị ạ. Ừ, thế ạ. Vâng. Với cả cái
tấm viền màn hình hơi to. Các bạn có đoán được là chiếc điện thoại này trong tầm giá phân khúc bao tiền không? Tầm 2 mấy. Nó sẽ rơi vào khoảng 20 trở lên. Wow. Từ 4 đến 6 triệu. Nghe thì thực ra em này phân khúc khoảng 7-8 triệu thôi. Ừ, 7-8 triệu. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Thì cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn vừa rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi tham quan một vòng quanh trường để xem có gì thay đổi không nhé. Girl, it's been too long. Clock done fell off the wall. Các bạn ơi, phải 2 năm rồi mình mới quay lại trường ấy, thì mình cảm thấy là quang cảnh xung quanh trường có rất nhiều là thay đổi. Hình như là 1 năm thôi đã thay đổi rồi. Kiểu nhìn tường này, các tòa nhà trông nổi bật hơn nhá. Xong rồi khuôn viên có nhiều chỗ học tập hơn, nhìn trông rất là chill và nhìn kiểu nó rất là sinh viên ấy. Kiểu ôi, mình muốn quay trở lại học kiểu sinh viên. Mà cái khu này nữa này, hồi xưa thì như mình nhớ đây là nhà văn hóa. À không phải nhà văn hóa. Nói chung là chưa được sinh như thế này, bây giờ cửa kính nhìn sinh á. Nên là mình sẽ tranh thủ chụp và quay thật nhiều ảnh khi về trường. Hiện tại thì mình cảm thấy khá ưng với cái buổi về trường ngày hôm nay. Và với em Galaxy A33 5G à, các bạn đã xem được rất nhiều ảnh chụp cũng như là cái màn phỏng vấn khá là thú vị đúng không nào. Và hiện tại thì trường mình buổi tối sẽ có tổ chức trung thu ở đây. Nên là video này lên thì đã hết rồi. Nhưng mà không sao, trời ơi, về trường cảm thấy nhiều hoạt động, nhớ trường ghê gớm. Ước gì mình sinh sau để muộn thì mình sẽ được học lại. Hay học lại bây giờ cũng được nhỉ. Thôi, còn bây giờ thì bye bye. Các bạn thích những nội dung gì nữa thì có thể comment nhá. Mình sẽ cố gắng làm. Còn bây giờ thì bye bye thật đây. Bye.